Cân bằng sức mạnh tướng vào phiên bản tháng 6 này ở Link Mobile. Giảm sức mạnh của Lilina hiện tại chưa 3 khi lướt chuyển dạng. Lilina sẽ vào trạng thái miễn bị chọn là mục tiêu và miễn khống chế. Nhưng đó là thời xưa thôi, ở phiên bản sắp tới sẽ đổi thành miễn khống chế và 50% miễn thương. Vậy là vẫn ăn trọn lo điệu của ma vương Tulen. Giảm sức mạnh Distract, từ giờ chiêu 3 của Distract không thể chặn đạn từ trụ và tế đàn nữa. Giảm sức mạnh của Triệu Vân, chiêu 3 hiệu ứng khống chế từ 0.75 giây chỉ còn 0.25 giây thôi nha. Điêu Thuyền sẽ có bộ kỹ năng mới giống với bản gốc Vương Chiêu Quân. Với nội tại mới, làm chạm mới, chiêu thức mới, liệu có đưa cô nàng trở lại với chiến trường không? Thời gian sẽ trả lời. Làm lại mới bộ kỹ năng của Senil, các bạn có thể coi lại video cũ coi tôi phân tích nha. Tăng sức mạnh cho Tí Nị, thời gian chờ Tí Nị hồi sinh từ 10 giây còn 6 giây thôi. Tăng một chút sức mạnh cho Zina, khi bật chiêu 3 ta tốc chạy đến 80%, nay được đổi thành 100%. Sửa lại khá nhiều lỗi của vị tướng Charlotte. Nếu các bạn chơi Charlotte với KDA siêu đẹp, thì hệ thống vẫn xếp bạn đứng hạng 5, cho dù bạn chơi hay cỡ nào bạn cũng bị xếp vào hạng 5. Cái này không phải là do các bạn đánh gà nha, mà là do game lỗi đó.